Hello, xin chào anh em. Đây là con xe Exciter GP 2019 của mình và mình hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn là vấn đề có lên độ đèn trợ sáng không nhá. Thì có thể là nhiều anh em có những cái ý kiến trái chiều là bảo là không lên độ đèn trợ sáng hoặc là độ đèn trợ sáng nó gây không tốt cho thiện cảm cho người đi đường hay như thế nào đó, và nhiều anh em thì lại bảo là lên độ đèn trợ sáng. Thì đây, tổng thể con xe của mình đây đã đổ đèn trợ sáng. Đây là bản Exciter 2019 của mình. Exciter 2019 đó, rất còn giữ gìn đây mọi người ơi. Rất là mới. Không gì của bô chưa gì mọi người nhá. Đấy, máy lốp máy còn đen xì. Đấy, chất xắc xi ở trên xe khá là tốt. Và mình đã đổ con đèn trợ sáng L4X ở trên cái cùm phanh bên tay phải đó, rất là gọn nhẹ và giấu rất là kín. Thì theo các bạn có lên độ đèn trợ sáng không? Với bản thân mình thì mình khuyên các bạn là nên. Với cái dòng xe nguyên bản của nó thì cái đèn LED pha và cốt của xe, nếu như các bạn chạy tốc độ 70 đổ xuống thì nó hoạt động khá là tốt. Còn nếu như mà trên tốc độ 70 thì mình nghĩ rằng con xe này nếu như không có đèn trợ sáng ở những cung đường tối thì sẽ không ổn định đó, ở những cung đường tối. Và mình đã một lần chạy ở cái cung đường không những tối mà còn lạ đấy, cái khúc cua nó hết sức là cong, và khi đó các bạn mà đóng lên tầm, hôm đó mình đóng 80 85 đấy, thì mình giật mình và cố gắng bẻ cua đấy. Tay lái mình cũng phải thuộc cái dạng là cũng cứng thì mình mới nắn được đấy, cái đường nó xấu thôi nhưng mà vẫn nắn được cua, nên là ấy được. Còn nếu như các bạn mà không bẻ cua được tốt thì có thể nhiều anh em là gặp tình huống như thế rồi. Và trên một video clip và một anh công an chạy con xe một con xe Winner X đuổi theo con xe không biết là Exciter độ của bạn gì đấy, bạn Hứa Văn Võ hay bạn gì đó, thì không kịp bẻ cua chứ không phải là không kịp phanh. Đó, đang chạy tốc độ đó mình phải đoán tốc độ 90 đến 100, thậm chí là 101, nhưng mà bẻ cua không kịp. Thì cái đường đó thì nó sáng thôi, nhưng mà anh em chạy xe như thế là anh em mãi có thể là phân tâm về cái việc khác mà không tỉnh táo ở trên cung đường mình chạy. Thực tế mà nói thì con xe cua tay cỡ nhỏ này tuy nó không mạnh lắm nhưng mà nó cũng lao đi lực khá là nhanh, hiểu không? Anh em phải tập trung khi lái ở tốc độ cao, không tỉnh một giây là các bạn có thể là gặp nguy hiểm, chắc chắn là như vậy. Còn cái vấn đề hôm nay mình nói đó là cái đèn trợ sáng này. Anh em lên độ đèn trợ sáng là vì sao? Đấy, khi cái cung đường mà nó tối hay này như thế nào thì anh em lên bật, hoặc là anh em để anh em thỉnh thoảng anh em ô tô nó chói mắt mình. Đấy, mình không thể nào nhìn thấy đường đi nữa, anh em passing vào mặt nó chưa để mình phải phải chơi lại nó. Đấy, nhiều thằng chạy ô tô nhưng mà nó không có ý thức đâu, nó tới mình nhưng mà đèn LED pha rất là sáng, nó cứ để đèn pha nó chói mặt mình. Mình đã mấy lần đi còn không nhìn thấy đường luôn, tí xô vào người đằng trước bởi vì mình không nhìn thấy gì. Đấy, chia sẻ những cái trường hợp đấy không phải là mình chơi đểu nó đâu, nhưng mà nó có cái trường hợp nó xảy ra như trên đường như thế thì mình thật sự là để đảm bảo an toàn cho mình thôi, với những kiểu họ đi không ý thức. Quan trọng là anh em sử dụng ở lúc nào và lúc nào cho nó phù hợp. Đấy, anh em sử dụng phải đúng lúc đúng chỗ, không phải lúc nào anh em bật đâu nhé. Mà cái đèn L4X này nó rất là sáng, nó rất rẻ thôi. Nếu như anh em mà mua ở trên Lazada hay Shopee thì nó khéo khoảng 230, 250 hoặc 201. Mình thấy là một lần mình ship hàng có 201 thôi. Còn ở ngoài tiệm thì chắc là phải 4 đến 600, 4 đến 600 cỡ khoảng đó. Thì con này thì mình thấy là pha nó sáng vở luôn. Đấy, mình đi đi lúc mình bật thì sáng, lúc mà mình bật đèn pha lên đây mình cho các bạn xem nhé. Đó. Khi mà mình passing ý thì cái đèn pha này sáng đồng thời với cái đèn trợ sáng L4X này, mình sẽ
sẽ passing cho các bạn xem nhé. Đấy. Không nổ máy thì con đèn Z này nó sẽ không sáng, còn khi nổ máy thì nó sẽ sáng đều nhé. Đấy. Anh em thấy chưa? Ở đây vậy thôi nhưng mà ở ở bên ngoài cực kỳ sáng nhé. Nó sẽ sáng đồng thời luôn. Thì nó tích hợp cả hai cái vấn đề đèn pha LED sáng và đèn trợ sáng cùng một lúc, thì khi các bạn mà những cái cung đường tối đang chạy tốc độ cao thì các bạn cần thiết bật đèn trợ sáng. Đấy, những cái cung đường, nhất là cung đường lạ, nếu các bạn mà chạy tốc độ 80 90 mà khúc cua gấp các bạn mà không đủ sáng sẽ gây ra cái hiện tượng là không kịp bẻ lái và gây ra nguy hiểm. Rất nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy rồi. Chứ không phải là ít trường hợp đâu. Mình sẽ nổ máy lên và cho các bạn xem nó tích hợp nó như thế nào nhé. Đấy. Đó, con xe này vừa rồi mưa bão này không đi mấy. Đó, mình sẽ passing cho các bạn xem này. Đó, sáng cả hai luôn nhá. Sáng cả hai luôn các bạn nhé. Đấy, con xe mà các bạn vừa nổ máy thì nó vẫn có tiếng động rồi, các bạn chạy bơm dầu mỡ lên một chút thì nó sẽ đỡ kêu hơn. Đó. Đấy, anh em chạy thì phải dùng đèn pha passing đúng lúc đúng chỗ, và quan trọng nhất là lúc các bạn bị người khác và chói đèn kinh quá ô tô đấy, hoặc là các bạn cần passing xin vượt thì cái đèn trợ sáng này rất hiệu quả cho các bạn. Và nó còn hiệu quả ở những cái những chỗ như thế nào nữa các bạn biết không? Ở những cái ngã ba, ngã tư khuất tầm nhìn. Đôi khi là các bạn bóp còi người ta không nghe thấy đâu. Nói thật các bạn, và các bạn lúc cái chỗ ngã ba, ngã tư khuất tầm nhìn các bạn passing cái thì rất là hiệu quả, và mình đã dùng rất là hiệu quả luôn. Khi cái đèn là trợ sáng này mình passing lên thì người ta biết là cái ánh sáng của xe mình tới, người ta sẽ tránh. Đấy, người ta sẽ giảm tốc độ lại. Còn L4X này sẽ khá là sáng khi các bạn đi vào ban đêm. Nói chung là cung đường với xe S4 thì dư sức đủ sáng cho các bạn chạy tốc độ 80, 90, 100 thoải mái các bạn nhé. Quan trọng là nếu như gặp xe đối diện chiều thì các bạn lại giảm pha xuống nhé. Đừng có pha lúc người ta đi đối diện thì mình tắt pha đi tí, xong rồi mình qua xe thì mình lại lại bật đèn trợ sáng lên. Đấy, đi quan trọng là ở cái ý thức thì mình độ nhưng mà không để ai gây phiền toái đến ai, mình dùng đúng lúc đúng chỗ hiệu quả. Thì cái điều này rất cần thiết cho anh em chạy ở trên những con xe côn tay cỡ nhỏ, những cái dòng xe 150 này hoặc là cao hơn nữa, bởi vì cái đèn zin của nó chỉ phù hợp ở tốc độ 70 trở xuống thôi. Còn những anh em là bảo tao không cần độ, tao không cần ấy, tao có bao giờ chạy đến tốc độ 70 đâu, thì xin thưa các bạn là các bạn nhiều anh em bảo anh em mua Way mà chạy, mua xe cúp mà chạy. Không phải là lúc nào anh em cũng, đấy là anh em bảo là đi thế nó an toàn thì cũng cũng đúng thôi, không phải là anh em nói sai, nhưng mà ở cái dòng xe 150 này anh em phải lên ga xuống số đấy, hoặc là côn số nhịp nhàng, lên số lên ga đều đều, nó với có cái cảm giác thú vị của nó, chạy nó với sướng. Anh em cứ chạy gà gà là như xe tay gà, mua bố xe tay gà chạy cho nó bền, hay là cho nó đỡ mất công phải bóp côn trả số làm gì. Cái thú vị của xe côn là phải bóp côn trả số và bóp côn lên số lên ga. Đấy, nó mướt mượt mượt thì anh em phải chạy đấy, như video clip trước mình giới thiệu đấy, anh em phải chạy đúng vòng tua tốc độ. Thì chạy xe côn nó có cái độ mà nó lên tốc độ kiểu là nó không có cái độ lì lì như xe tay ga đâu. Thế xe tay ga chỉ kiểu là bốc ở cái ban đầu ấy, như mình chạy Ablet cũng vậy, ở cái ga đầu nó có vẻ vọt lên rất là mạnh đấy, nhưng mà qua cái bước gia tốc lúc ban đầu thì nó lại rất là nỉ. Nhưng mà ở những cái dòng xe côn ý
khi các bạn kéo lên ga sau nó khá là thoát máy và cảm giác nó máy nó có cái lực kéo khỏe hơn khá là nhiều. Nên nó thoát máy và nó lướt đi rất là êm ái. Tiếng động cơ nó không có kêu gào gì nhiều. Còn xe Ibanez hoặc xe SH, kể cả SH cũng cũ cũ tí là kêu nói chung là như máy giả gạo. Nên mình kể cả SH 150 120 triệu nó kêu rất là to khi chạy tốc độ cao lên tí. Đấy, còn anh em mà chạy E-Sitter, anh em đổ như tổng hợp á, chạy cực mượt luôn các bạn nhá. Đấy, quan trọng là mình thích chạy con E-Sitter là như thế nào. Một là các bạn có cái cô số nó nhẹ, thứ hai là các bạn chạy nó có cái độ khi các bạn vượt xe nó khỏe, chạy cái chiều dài cơ sở của nó, trục chiều dài cơ sở bánh trước bánh sau nó khá là dài nên nó chạy ổn định vững vàng. Đấy, cái kết cấu về cái chiều dài của xe E-Sitter mình đánh giá rất là cao, và cái trọng tâm với lại cái bộ khung của nó thiết kế ok hơn của Lider và ok cả cả hơn của E-Sitter nhá. Ok hơn mọi người nhá. Tại vì sao? Thằng Winner thì nó chỉ là bộ khung của nó khá là khỏe, còn về cái độ hài hòa cân đối thì không thể bằng E-Sitter được. Không tin các bạn cứ đi qua một cái chỗ sóc thì các bạn chạy E-Sitter, Lider và Winner xem nó như thế nào. Đó. Khi con E-Sitter qua cái gờ giảm sóc nhé, nó có cảm giác như kiểu là nó cụp cụp, nó nảy nhưng mà nó cụp cụp cái xe xuống, nó bám xuống đường. Còn Winner thì nó có vẻ nó sẽ qua phát, mặc dù nó đầm nhưng mà cái bánh sau nó vẫn nó kiểu tưng tưng, nó bật lên ấy. Không phải qua gờ giảm sóc mà qua một cái chỗ nào sóc hẳn ấy, thì Winner có cảm giác là nó tưng tưng lên, nó không bám xuống đường. Còn Lider thì nó chỉ ghi cái đầu đằng trước, còn cái đuôi sau nó khá là tưng lên nên là rất là không ổn định. Còn cái bộ khung kết cấu, nếu như Exciter mà kết cấu được cái khung sườn to như của Winner thì quá tuyệt vời, giữ nguyên cái bản bộ khung kết cấu của Exciter như thế này, chỉ là cái thép nó to hơn, thì con xe Exciter này ngồi rất là thoải mái và chạy rất là ổn định. Nếu mà nâng cấp được cái bộ máy như của Winner thì quá tuyệt vời. Đấy. Cái hình thể của Exciter 2019 này mình đánh giá nó sẽ cao hơn của Exciter 155VVA. Nó cân đối được trước được sau đẹp hơn. Và nếu như gắn được cái bộ máy của Winner và cái khung nó to hơn cái phuộc trước của Winner nữa thì quá là tuyệt vời mọi người nhá. Và video hôm nay mình rất vui được chia sẻ với mọi người là độ đèn trợ sáng cho Exciter có nên hay không. Thì mình xin thưa với anh em là anh em lên độ đèn trợ sáng dùng đúng lúc đúng chỗ, dùng ở những cái cung đường tối tốc độ cao, dùng ở những cái điểm giao cắt giao thông khi các bạn passing thì người ta sẽ dừng lại, hoặc là khi người ta có hiện tượng chuyển hướng nhưng mà nó gần quá rồi, anh em passing hiệu quả hơn còi nhé. Và chúc anh em độ được con đèn trợ sáng, dùng đúng lúc đúng chỗ, đừng để là gây hiểm khích trong khi tham gia giao thông, mà là dùng đèn trợ sáng để đảm bảo an toàn cho mình, hiệu quả trên mọi cung đường nhé. Và video clip lần này mình xin dừng tại đây. Rất vui được chia sẻ video clip thực tế những gì mình biết khi mình chạy xe trên mọi cung đường. Mình cũng gọi là người cũng có đam mê về xe, chia sẻ đến tất cả các anh em. Anh em trẻ tuổi hay anh em nhiều tuổi thì nếu đã có chung đam mê thì vẫn hướng tới cái sự an toàn ở trên hết. Và video clip lần này mình xin dừng tại đây, và các bạn đón xem video clip tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.